chào mọi người. Thật ra thì em hôm nay là buổi hôm nay em cũng đã chia sẻ nhiều rồi. Thế nên là bây giờ em muốn hỏi đáp với thầy. Mọi người đồng ý không ạ? Đồng ý vỗ tay mạnh hơn nữa ạ. Nữa ạ. Vỗ lên nào mọi người. Ok. Em muốn hỏi thầy là cái bài thiền vừa rồi thì thầy chắc là thầy cũng đã thực hiện qua rất là nhiều lần. Thế thì trong cái bài thiền đấy thì thầy đã suy nghĩ những gì và đã từng khóc chưa trong cái bài thiền đấy chưa? Tôi trải nghiệm bài thiền này cái sâu thẳm nhất là lúc tôi ở bên Hungary. Lúc đó thì tôi chỉ có một mình thôi, là người Việt Nam giữa tất cả những người nước ngoài. Và lúc đó thì tôi mới thấy là khi ở xa như vậy á, mình mới thấy tôi chỉ muốn về nhà ngay lập tức. Những thứ mà bên trong nó chất chứa, mình nói thoải mái, hay nói đúng hơn là thoải mái bằng tiếng Việt, bởi vì mình không cần ai nghe cả. Điều quan trọng nhất là mình muốn mình nghe gì. Và lúc đó, ngay tại thời khắc đó, thì tôi có một mong muốn là chữa lành cho nhiều người có hoàn cảnh giống tôi. Điều thứ hai là trong hành trình đó thì tôi chợt nhận ra rằng có rất nhiều cái nó chất chứa mà mình không chịu đào nó lên. Mình không chịu nhìn sâu vào bên trong của mình, cho nên mình tưởng mình rất ổn, nhưng thực ra mình không ổn. Càng để thì nó sẽ càng ung thư mà thôi. Và cảm giác của tôi khi tôi xả được thì mình cảm thấy len lỏi đâu đó là tình yêu thương nó bùng dậy. Và cái gốc lớn nhất là phải yêu thương bản thân của mình, bởi vì mình đối xử với mình tệ quá. Chúng ta tự đối xử với mình rất tệ. Cái người chúng ta lừa nhiều nhất chính là lừa mình. Cái người mình đối xử tệ nhất cũng chính là mình. Cái người mình thất hứa nhiều nhất cũng chính là mình. Cái người mình bỏ bê nhiều nhất cũng chính là mình. Và khi chữa lành có nghĩa là chúng ta làm lành với chính bản thân của mình. Nếu không yêu được bản thân của mình, các bạn sẽ không yêu được ai cả. Khi chúng ta nhận ra cái bài thiền vừa rồi thì chúng ta có thể yêu thương bất kể người nào. Chúng ta có thể tha thứ cho bất kể người nào. Cho nên đây là một trải nghiệm mà cá nhân của tôi, cái hành trình mà tôi đi, mà lý do tại sao tôi mang bài thiền ấy về, và lý do tại sao tôi lại mang vào đúng cấp độ 2, là bởi vì tôi mong muốn được gieo hạt để cho mọi người nhìn thấy cái giá trị bên trong của mình. Và mỗi người đều có một trải nghiệm rất là riêng biệt, không có ai giống ai cả. Và cứ trải nghiệm cái gì thì chúng ta lời cái đó. Và bây giờ chúng tôi muốn lắng nghe trải nghiệm của bạn. Thật ra em rất là đồng cảm với những cái lời mà thầy chia sẻ. Em cảm thấy là em có một cái sự kết nối khá là sâu sắc đối với thầy, bởi vì em thấy là những cái gì mà thầy bước qua và những cái gì mà thầy nói thì em cảm thấy, em không biết là em cảm thấy nó rất là giống với mình. Ví dụ như là thầy vừa mới nói là đôi khi mình là cái người đối xử tệ nhất với bản thân mình. Đôi khi cái công việc của em đó là mình phải xuất hiện ở trên mạng với một cái năng lượng thật là vui. Mình cũng phải vui, mình nhận ra mình cũng là con người thôi. Và mình cũng phải có những cái lúc mà mình không vui lắm. Thì mình, em cảm thấy như, và kể cả những cái lỗi lầm của mình nữa, mình cũng kiểu không tha thứ cho bản thân mình. Thì em cảm thấy là sau khi mà thiền xong thì em cảm thấy như là mình dần dần mình tha thứ được cho bản thân mình, và mình nhìn một cách sâu sắc hơn vào con người mình. Và em tại sao em lại muốn hỏi thầy, bởi vì là em biết là một cái người nào mà thành công thì họ phải đều phải trải qua những cái bài học rất là đau đớn. Thế nên là em biết là có thể là trong quá khứ thì thầy đã phải đi qua những cái điều mà rất là khó khăn. Và em muốn là tất cả mọi người ở đây, mọi người có thể dành cho thầy một cái sự biết ơn, một cái tràng pháo tay thật là lớn, đúng không ạ? Và mình có thể hô tên thầy được không ạ? Mình có thể đứng ngay mình hô tên thầy được không ạ? Bây giờ em đếm 1, 2, 3 nhá. Ok, tất cả mọi người trong hội trường ngày hôm nay ạ. Mời em... Đâu ạ? Tất cả mọi người trong hội trường ngày hôm nay ạ.
Ngày hôm nay mọi người biết ơn ai nhất ạ? Cảm ơn thầy vì đã thầy đã làm được rất nhiều điều rất tuyệt vời ạ. Cảm ơn thầy. Thank you, cảm ơn bạn. Dạ. Cảm ơn bạn. À, thực sự cũng cũng khá là thú vị đúng không ạ? À, cái sự kết nối bản chất của nó là chúng ta chỉ có hai sự kết nối và thôi. Một là nỗi đau. Nỗi đau kết nối nỗi đau. Hai, tình yêu. Cho nên những người hút được nhau là hút nhau bằng hai thái cực. Tất cả những người có nỗi đau với nhau, họ sẽ đi tìm nhau. Và chuyển hóa từ nỗi đau thành tình yêu thương là cả một chặng đường. Và trên hành trình chặng đường đó, chúng ta sẽ giúp được rất nhiều người. Tất cả những trải nghiệm của chúng ta có thì chúng ta mới có được sự thấu cảm. Những người nào đã vượt qua nỗi đau thì sự thấu cảm nó sẽ tăng. Cho nên là mai mốt bài học của tôi dành cho tất cả mọi người, đừng sợ nỗi đau, hãy trải qua nó thì chúng ta sẽ được giải thoát. Thank you. Dạ, em cảm ơn mọi người ạ. Nếu các bạn thấy bài học của tôi bổ ích thì hãy bấm đăng ký kênh và bấm vào hình cái chuông để tiếp tục nhận được những cái video kế tiếp của tôi sớm nhất. Xin chào.